À, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay chúng ta lại đến với quận Kinh thứ 17. Đó là đúng vào ngày 12 tháng 12 năm 2021, là một ngày vô cùng đặc biệt đúng không cả nhà? Và quận Kinh thứ 17 nó hai số 1 và số 7 cộng lại là số 8. Nó sẽ đem đến cái sự thịnh vượng, sự giàu có cho mọi người. Nên hôm nay trên cái hành trình này, mình muốn chia sẻ với bạn rằng khi mình cảm thấy là gì ạ, mình xứng đáng được sự giàu có thì gì ạ, sự giàu có sẽ đến với mình. Bởi vì gì ạ, giàu có là một trạng thái của sự xứng đáng. Khi mình cho phép mình xứng đáng thì mình sẽ được sự giàu có, sự thịnh vượng. Và hôm nay bạn hãy thả lỏng, thư giãn để cho mình có một cái sự gì ạ, sự xứng đáng để mình đón nhận được cái quận kinh này. Và chúng ta gì ạ, hành học hành và chúng ta hiểu nó, và chúng ta gì action, tức là chúng ta hành động để gì ạ, đạt được trạng thái năng lượng này. Bởi vì gì ạ, quận kinh thứ 17, nguyên tắc thứ 12 tạo lập sự giàu có, đó là càng rõ ràng chúng ta càng tác động mạnh. Mục tiêu chúng ta hãy gì ạ, viết nó, đọc nó, nói nó và nhìn thấy nó. Hãy lưu ý mục tiêu của bạn được hiện thực hóa trong cuộc sống của bạn một cách kỳ diệu như thế nào. Hãy bắt đầu một ngày bằng những mục tiêu của mình và viết ra chúng. Bạn sẽ hoàn thành những mục tiêu này trong ngày hôm nay. Mục tiêu của bạn sẽ không thành hiện thực cho đến khi nào bạn thực hiện nó, và để bạn thực hiện nó một cách mạnh mẽ nhất chính là bạn hãy viết ra những mục tiêu đó. Một trong những phương pháp thành công của những doanh nhân hiền triết hàng đầu thế giới chính là việc họ bắt đầu viết ra những mục tiêu của mình phải hoàn thành trong cuộc đời, những mục tiêu phải hoàn thành, phải thành công trong 10 năm, những mục tiêu phải hoàn thành trong 1 năm, nhưng mục tiêu phải hoàn thành, những mục tiêu phải hoàn thành trong 1 tháng, rồi trong tuần, rồi mục tiêu trong ngày, cho đến mục tiêu trong 1 giờ như thế nào. Càng chi tiết, càng rõ ràng, càng có sức tác động mạnh. Có ít nhất 6 mục tiêu bạn cần phải viết ra trong ngày và hoàn thành chúng. Đó chính là những mục tiêu về cơ thể, những mục tiêu thể chất, bạn muốn khỏe bao nhiêu, về trí não, những mục tiêu về tri thức, bạn muốn khôn ngoan hiểu biết bao nhiêu, về sống, những mục tiêu về tinh thần, thời gian bạn dành để suy ngẫm và cầu nguyện. Về thời gian, những mục tiêu dành cho tổ chức của bạn. Về con người, những mục tiêu dành cho những người quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Bạn sẽ làm gì để phục vụ cho những người thân yêu nhất? Về tiền bạc, những mục tiêu tài chính của bạn. Bạn sẽ có bao nhiêu tiền trong ngày hôm nay, trong tuần này, trong tháng này, trong năm này và trong cả cuộc đời? Khi viết ra những mục tiêu về tài chính, con người, thời gian, sống, trí não và cơ thể, và bạn bắt đầu thực thi chúng. Hàng ngày, hãy đọc những mục tiêu này, nói to, nhìn thấy nó và liên tục hành động cho đến khi mục tiêu của bạn được hiện thực hóa. Đó cũng chính là lúc bạn biết rằng những mục tiêu cụ thể được hiện thực hóa một cách kỳ diệu như thế nào. Con người có thói quen hay quên những gì họ suy nghĩ, nhưng họ xem những gì họ viết ra bản cam kết để thực hiện. Vậy tại sao bạn không giúp cho bộ não của mình cam kết với những gì mình hứa để thực hiện? Bộ não chính là cơ quan quan trọng nhất của con người để đi tìm giải pháp làm thế nào để biến những suy nghĩ, trí tưởng tượng của bạn thành hiện thực. Dù suy nghĩ, trí tưởng tượng của bạn thế nào, bộ não cũng luôn có cách để giải quyết để những suy nghĩ, tưởng tượng đó trở nên khả thi. Nhưng tôi nói với bạn rằng, nếu như những mục tiêu của bạn rất ít so với tiềm năng của bộ não, khả năng xử lý trong giới hạn của bạn, nó sẽ nhàm chán và đánh mất năng lực nội tại quan trọng nhất của nó, giải quyết mọi vấn đề. Suy nghĩ, trí tưởng tượng của bạn sinh ra để làm gì? Đó là trung tâm điều khiển để bạn đạt được những gì bạn muốn hoặc không muốn. Còn bộ não, hệ điều hành của bạn sinh ra để làm gì? Nhiệm vụ quan trọng nhất của bộ não là tìm mọi thông tin, dữ kiện, con người và tất cả biến những suy nghĩ của bạn thành hiện thực thông qua hành động. Bạn có tin vào bộ não của mình và khả năng xử lý của nó lớn như thế nào không? Bộ não là cơ quan điều khiển quan trọng của đời người. Từ một nhà khoa học
cho đến triết gia, từ nhà toán học cho đến tự nhiên học đều không sử dụng quá 10% năng lực của bộ não. Thế bạn bạn biết người bình thường trong cả cuộc đời mình sử dụng bao nhiêu phần trăm của bộ não không? Chưa đến 1% năng lực của bộ não dành cho tất cả những người trên thế giới. Bạn biết rằng bạn đã lãng phí năng lực của bộ não lớn biết chừng nào hay không? Tạo hóa đã ban cho bạn bộ não, hệ điều hành, trung tâm điều khiển để giải quyết các câu hỏi how, làm thế nào, mọi vấn đề của bạn trong phải phải trong cuộc gặp phải trong cuộc sống. Và hãy tin tôi rằng bộ não của bạn có khả năng giải quyết mọi vấn đề liên quan đến con người của bạn. Hãy tưởng tượng điều này, tất cả những gì bạn suy nghĩ ra được thì bộ não luôn có cách giải quyết. Và cách giải quyết của bộ não chính là vận động cơ thể, chính là đôi tay của bạn để đi thực thi những gì bộ não điều khiển. Dưới sự điều khiển xa hơn, đó chính là suy nghĩ. Bộ não chính là cơ quan có thể giải quyết mọi vấn đề nếu bạn muốn giải quyết. Tuy nhiên, bộ não chỉ giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả với những thông tin, dữ kiện, mục tiêu rõ ràng, cụ thể. Và đó là lý do nguyên tắc thứ 12 để tạo lập sự giàu có này. Càng rõ ràng, càng có sức mạnh tác động, bộ não được lập trình để đi giải quyết những mục tiêu nó thấy một cách rõ ràng. Còn những mục tiêu nó không rõ ràng, dường như nó sẽ bỏ qua cho đến khi nào suy nghĩ gợi những gì mà nó phải giải quyết. Bây giờ bạn hãy hình dung đấng tạo hóa tạo ra con người khi giải quyết vấn đề có ba phần khác biệt rõ rệt, mỗi phần có chức năng, vai trò, nhiệm vụ khác nhau rõ ràng. Phần thứ nhất, trung tâm suy nghĩ, tưởng tượng, sáng tạo. Phần này đề ra những ý nghĩ gọi là what. Những ý nghĩ của bạn đến từ đâu bạn có thể biết hoặc không biết. Nếu như cơ quan này cho thấy what, tức là cái gì được hiện ra, tức là thứ nhất đó là phần suy nghĩ, tưởng tượng và sáng tạo, đó là gì ạ? Đó là những ý tưởng, đó là what, đó là gì ạ? Cái gì muốn thể hiện ra. Còn việc tại sao nó muốn những điều này là bởi vì con người của mình đến từ linh, mà người ta gọi là linh tính. Sự linh tính này mách bảo rằng cả suy nghĩ cái gì phải đi làm, do đó trả lời câu hỏi cái gì phải đi làm, đó chính là con người suy nghĩ. Nhưng câu trả lời câu hỏi tại sao phải làm, phải đi làm một điều gì đó thì phải đến từ linh tính, đến từ sự cầu nguyện, đến từ sự ban cho, vì con người đó, linh đó nằm ngoài bạn, không phải lúc nào bạn cũng nhận được sự mách bảo, nhận được linh tính này, linh tính này. Con người trả lời câu hỏi tại sao bạn làm một điều gì đó không đến từ bạn mà đến từ thế giới linh. Nhưng con người suy nghĩ của bạn hoàn toàn trả lời được câu hỏi cái gì là và làm cho hình ảnh cái gì đó hiện lên trong đầu bạn như một bức hình rực sáng rực. Điều quan trọng nhất để bạn thực thi được chính là hình ảnh mục tiêu phải hiện lên trong tâm trí của bạn một cách rõ ràng. Hãy nhớ điều này, trả lời câu hỏi what, cái gì, how, làm thế nào, action, hành động gì, là thì nó thuộc về những gì bạn có, chính là thuộc về con người bạn. Nhưng trả lời câu hỏi tại sao để làm một điều gì đó thuộc về thế giới linh và bạn thường không tự trả lời được câu hỏi này một cách đúng đắn, trừ phi bạn cầu nguyện để đấng tạo hóa trả lời câu hỏi này cho bạn. Điều này chúng ta sẽ bàn sau, nhưng trước nhất bạn phải biết rằng có một thế giới vô hình đang hiện hữu và đó là nơi trả lời câu hỏi tại sao để bạn làm điều gì đó. Thế giới linh tác động qua suy nghĩ và hành động nên what, cái gì. Phần thứ hai đó chính là how, tức là cơ quan bộ não, hệ điều hành, trung tâm xử lý vấn đề sẽ trả lời câu hỏi how, làm thế nào để đạt được what, tức là làm thế nào để thực hiện được những cái gì mà trung tâm suy nghĩ
đã trả lời câu hỏi what. Làm thế nào để thực hiện được những gì mà trung tâm suy nghĩ đã cho họ châu hỏi what? Bạn hãy tin rằng mọi suy nghĩ của bạn đều có thể đạt được, bởi vì bộ não của bạn là cơ quan có thể giải quyết mọi vấn đề. Bộ não là cơ quan lớn nhất vũ trụ cho phép giải quyết mọi vấn đề, và đấng tạo hóa đã tạo ra bộ não với chức năng như thế. Nếu bạn tin bộ não của mình giải quyết được mọi vấn đề thì bạn cũng tin rằng mọi suy nghĩ, tức là tất cả những gì bạn nghĩ ra thì bộ não đều có cách giải quyết để biến nó thành hiện thực. Khi bạn tin rằng như thế thì bạn đủ yên tâm đặt ra cho mình mọi mục tiêu và bộ não sẽ giải quyết được mọi mục tiêu đó. Phần thứ ba đó chính là cơ quan hành động. Tất cả những gì bạn thấy trên cơ thể bạn là cơ quan hành động để bộ não điều khiển nhằm thực hiện hóa những gì, những suy nghĩ đã rõ ràng của bạn. Mà bạn cũng biết rằng tất cả mọi người đều biết, đều được ban cho bạn hai tay, hai chân, hai mắt và hai tai, một cái đầu, một cái miệng, ngang bằng nhau. Cho nên bạn hoàn toàn có thể đạt được những gì mà người khác đạt được, đôi khi còn tốt hơn nữa. Và bạn cũng hiểu rằng mọi sự tương tác qua hành động với cuộc sống đều có thể thực hiện được với một thân thể có sức khỏe. Bạn đủ sức khỏe là đủ điều kiện để thực thi tất cả những gì mà bộ não chỉ huy. Nhưng quan trọng hơn nữa, bạn cũng biết rằng ngay cả khi bạn không đủ điều kiện như bao nhiêu người khác về sức khỏe, bộ não vẫn hoàn toàn có thể chỉ huy để bạn đạt được những điều bạn muốn qua những suy nghĩ được truyền tải của bạn. Tuyệt vời không cả nhà? Như vậy, bạn biết rằng bạn chính là vật thể sống kỳ diệu rồi chứ. Bạn đã được trang bị để giải quyết được mọi vấn đề mà bạn gặp phải, và bất kỳ vấn đề nào bạn đối diện cũng như tất cả mọi mục tiêu nào bạn đề ra, cũng như một tập thể đi giải quyết vấn đề, thì vấn đề nào càng rõ ràng thì càng được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả. Còn những vấn đề nào rối rắm thì cần thời gian lâu để giải quyết, và tương tự như thế, bộ não của bạn cũng vậy. Những cái gì rõ ràng thì càng tác động mạnh mẽ. Đó cũng chính là lý do vì sao trung tâm suy nghĩ, cơ quan điều khiển bộ não phải suy nghĩ tái hiện mục tiêu một cách rõ ràng nhất, thì bộ não sẽ giải quyết một cách nhanh chóng nhất. Phần này tóm tắt bởi nguyên lý đơn giản đó là hãy hình dung mục tiêu của bạn càng rõ ràng chừng nào thì càng có sức mạnh tác động chừng đấy. Hãy viết nó ra, hay đọc nó, hay nói nó, và bạn sẽ thấy mục tiêu của bạn sẽ hiện thực hóa một cách kỳ diệu như thế nào. Cả nhà thấy không ạ? Phần thứ nhất mà chúng ta thấy đó là trung tâm suy nghĩ, tưởng tượng và sáng tạo. Phần này sẽ là những ý tưởng để chọn trả lời cho câu hỏi gì what, đúng không? What tức là cái gì được hiện ra, cái gì được hiện ra, cái gì được hiện ra, đó chính là linh tính của mình sẽ mách bảo, và nó đến từ gì ạ? Sự cầu nguyện của chúng ta. Cầu nguyện đấng tạo hóa sẽ trả lời cái gì sẽ hiện ra cho chúng ta, và cái gì ạ? Và cơ quan bộ não, hệ điều hành, phần suy nghĩ tức là phần tiềm thức của chúng ta, nó sẽ là phần linh để thể hiện cái gì sẽ thể hiện ra. Nếu như chúng ta suy nghĩ thì các cả nhà thấy kết nối không ạ? Nếu như chúng ta suy nghĩ những điều tích cực, nếu chúng ta suy nghĩ những điều giàu có thịnh vượng, chúng ta xứng đáng mình giàu có thì mình sẽ giàu có. Nếu như ngược lại chúng ta suy nghĩ những điều chưa thiện lành thì gì ạ? Nó sẽ đến. Và một cách để chúng ta liên tục suy nghĩ là như thế là bởi vì chúng ta hãy đeo vào dây chun, và chúng ta thì khi mà vô tình chúng ta có một cái suy nghĩ gì đó nó lé lên trong đầu, nó chưa tốt, chưa thiện lành, chúng ta thì hãy bật nó coi như một thực tỉnh thức để chúng ta thì thực hiện phần thứ hai. Bộ não của chúng ta sẽ trả lời cho câu how, là làm thế nào để đạt được cái đó. Đó là gì? Bộ não là hệ điều hành, nó là mảnh đất để chúng ta thì gieo trồng lên. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ gì ạ? Bộ não chúng ta sẽ thực hiện, sẽ trả lời câu hỏi, và bạn tin rằng là gì ạ? Bộ não đều có cách giải quyết tất cả mọi thứ. Bộ não nó có một cái sức vi diệu và nó có thể giải quyết được mọi vấn đề, mọi mục tiêu của bạn. Khi mình tin như thế gì ạ? Thì mình sẽ đủ yên tâm. Và phần thứ ba đó chính là hành động. Chúng ta phải hành động. Khi chúng ta trả lời được câu hỏi làm thế nào để thực hiện được cái điều đó rồi thì chúng ta phải action, chúng ta phải hành động trên cơ thể, đúng không? Chúng ta hành động, chúng ta có được ban tất cả gì ạ? Hai tay,
hai tai, hai mắt, hai mũi và gì ạ? Một cái đầu, một cái miệng. Ba, hai bàn tay, những ngón tay vô cùng vi diệu đúng không? Thì chúng ta có thể hoàn toàn làm được những cái điều khác biệt. Và gì ạ? Mọi sự tương tác qua hành động với cuộc sống này đều thực hiện với gì ạ? Một cơ thể khỏe mạnh. Và một bí mật nữa là khi mà tạo hóa của bạn chưa bạn cho bạn đủ đầy, bạn chưa được khỏe mạnh thì gì ạ? Bộ não của chúng ta vẫn có gì hoàn toàn có thể chỉ huy được qua suy nghĩ truyền tải, cả nhà thấy vi diệu không ạ? Bởi vì chính bạn là vật thể sống kỳ diệu rồi. Bạn hãy tin rằng và hãy hình dung, hãy tin rằng mình xứng đáng thì sự xứng đáng sẽ xuất hiện. Hãy tin rằng mình có gì ạ? Hãy tin rằng giàu có cũng là trạng thái năng lượng của sự xứng đáng. Giàu có là một trạng thái năng lượng của sự xứng đáng. Hãy tin xứng đáng thì gì ạ? Thì sự và hãy cho phép mình được giàu có cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong quận Kinh Thư số 19. Con số 18 cũng là cộng lại là số 9. Đó là sự khởi đầu và là con số của sự kết thúc, con sự cố số của sự khát vọng, có sự khát khao được giàu có. Nó sự kết hợp của số 1, con số mạnh mẽ tiên phong và con số của số 8, sự thịnh vượng và kết hợp lại mùa 18 tạo nên gì ạ? Là con số của những khát khao, những ước vọng. Vậy thì cái quận kinh thứ 18 nó thể hiện cái gì? Cả nhà hãy cùng đón nhận vào đi ạ. Ngày mai cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.